dùng thôi. Wow.
Xuống. Con Cường đuối rồi. Này cột lúc nhìn thằng đọt cho kéo nguyên cái đọt cũng vô. Còn lại cái phần thân anh Tùng sẽ cắt cái hạ trực tiếp luôn, cắt lóng lóng thảy xuống. Oh.
tính vàng dây điện vô thì á. Dây điện vô mà nó bự quá không? Được đó. Quăng dây một cây để qua cho nó nhẹ cái cây nó không biết cái bể hả? Bể nước gì vậy? Phải phải gịch nước luôn được rồi. Dội lại. Chống này nghĩ gì? Để rồi về nắm kéo con về lại luôn. Mà này mua cái qua mua cái co cái nối gắn vô bình thường. Mở dây đi điện lên. Giờ mình xây lại thôi không? Không có, nó rẻ giá rồi. Rồi được. Mua cái nối là được. Giá rồi không? Này nó mua cái nối lại. Không à. Cái căn nhỏ đi anh. Cái căn chữ đó chữ ở đây nè. Dạ, với cái căn nhỏ chữ ở đây nè. Thấy không? Căn này cũng vậy hết. Dạ, cái hai căn đó cho xong. Đi chiều lên tỉa hai cành nhỏ dê ra nè cả nhà. Nó là nè, xong một cây bàn. Mình phải đi xa mình né được cái điểm cái điểm khác bên vậy là cái điểm xuống cái phải nghe. Mình đi xa thì nào nó mới nghe. Cưa xong mừng quá lên quét nó nhà luôn. Bao gác rồi kìa. Gác lá nó mọc riết từ cây me đó. Cây me có hồng me rất là mọc cây me luôn.
còn tuôn cái đống rác xuống. Chứ thiệt chứ. Dính 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 dây ra. Đó đó. Hồi 8:30 tới giờ đó, giờ mấy giờ đó, chắc 11:00 mấy rồi. 12 giờ rồi. Mấy giờ? 4 phút nữa 12 giờ. 4 phút 12 giờ hả? Hên được nghỉ giờ ngon luôn. Thường là giờ này là ít có làm lắm, mà tại vì sáng gì rồi làm cho rồi luôn. Rồi từ cái buổi chiều làm cái đó, cây đó mới giữ đó. Thôi kính chúc bà con mình mạnh khỏe nha. Luôn luôn nào cũng tươi cười. Dạ.